Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tình Daily. Và hôm nay bên cạnh mình đây là một sản phẩm đang cần thanh lý. Và mình có hai phiên bản thanh lý. Đó là một phiên bản thùng bạt K6 màu xanh và phiên bản thùng mui bạt K6 màu trắng. Kia chính là cái chiếc màu xanh mà mình đang cần thanh lý này. Còn đây là mình sẽ giới thiệu một chiếc K6 màu trắng, để có thể là giới thiệu đến các bạn cái phiên bản thanh lý thì nó sẽ có chất lượng như thế nào và nó được thiết kế ra sao. Và với cái mức giá thanh lý bên mình đưa ra trong thời điểm này nó là hợp lý hay chưa, thì mời các bạn cùng dõi theo video này của mình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video sản phẩm Nissan K6 này. Tại sao nó lại có cái phiên bản thùng thanh lý? Thì đây là phiên bản thùng 5m05 với tải trọng là 5,3 tấn. Một cái hồ sơ được là mua về từ nhà máy và sau đó bên mình đóng thùng. Và nếu mà nó chuẩn tiêu chuẩn thì thùng của nhà máy thì bao giờ thì cái chất lượng của nó cũng sẽ kém hơn là thùng mình đóng ở ngoài. Và khi mà chất lượng thùng kém thì khách hàng luôn luôn là sẽ là mang cái tâm lý là chê và không thích, bởi vì nó rất là mỏng manh, nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu hàng cơ bản, chứ chưa nói gì đến những cái mặt hàng nặng hơn hoặc là những cái mặt hàng khó hơn. Thế nhưng mà xin chia sẻ với các bạn nhé, phiên bản thùng 5m05 ở đây là bên mình mua hồ sơ của nhà máy về và đi đóng ngoài thì bên mình cũng có gia công và cải tiến thêm một số cái chi tiết ở trên xe, ở trên thùng. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cụ thể vào cái phần thùng để cho các bạn biết rằng bên mình đã cải tiến những cái gì. Và mình cũng sẽ nói đến cái mức giá mà bên mình đang cần thanh lý. Và ngoài ra là mình cũng sẽ giải thích một số lý do tại sao cái phiên bản thùng này nó tồn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến cái thùng trước. Thùng ở đây thì dài 5m05 này, rồi tải trọng 5,3 tấn là các bạn biết rồi đúng không ạ? Còn về cái thiết kế thì bên mình các bạn có thể so sánh rằng là về cơ bản là khi bên mình đóng ngoài thì cái kết cấu cơ bản so với thùng 5m02 là nó hoàn toàn giống nhau. Toàn bộ phần bửng ở đây bên mình đều làm bằng inox này, phần lót bửng này. Đấy, phần lót bửng ở ngoài làm inox này và phần rào chắn ở bên trên ở các cái ô thoáng là bên mình đã bịt sẵn cho khách luôn, bịt kín đến tận chân sắt xô. Đó, và giữa cái phần bửng cũng như phần rào này là bên mình có làm vè bạt để chống nước mưa có thể chảy vào. Đó, như vậy là cái thùng của các bạn nó sẽ trở nên khô ráo hơn. Đó, các bạn có thể chở được nhiều mặt hàng hơn. Và ngoài ra thì mình sẽ mở cho các bạn xem ở bên trong để các bạn có thể biết được cái chất lượng phần bửng. Đây, mình sẽ mở ra. Đây, mình sẽ giới thiệu một cái bửng này làm ví dụ nhá. Cái bửng này thì chính thức mà nói thì về cái phần bản lề mình còn làm dày dặn hơn cái thùng 5m02. 5m02 nếu các bạn xem kỹ thì mình chỉ làm có 4 cái bản lề thôi, nhưng mà ở 5m05 thì mình làm tới 5 cái bản lề. Đó, và cái chất lượng về cái phần sắt hộp bên trong thì nó cũng khá là tương tự nhau. Nó có cái độ dày ở cái phần bửng dưới này nó chỉ là 40x30 và dày khoảng độ là 1 ly thôi. Đó, còn để cái phần dày hơn thì là mình sẽ làm ở phần rào chắn bên trên. Bởi vì là khi mà các bạn chở hàng nó nhiều thì chở càng cao thì cái phần ở trên nó sẽ chịu nhiều hơn. Đó, thì đây mình mời các bạn cùng xem ở cái phần bịt rào bên trên bên mình làm như thế nào. Em quay vào trong. Đó, trước mắt các bạn đó chính là cái phần rào ở bên trên cũng như là cái phần khung ở đằng sau cabin. Bởi vì là tại sao chúng tôi phải làm hai phần đó chắc chắn? Thứ nhất, hàng hóa là khi mà chở càng cao thì ở phần trên nó sẽ chồng chành, nó sẽ lao tứ phía. Và đặc biệt nó sẽ lao phần cabin khi mà chúng ta đi với cái tốc độ cao mà chúng ta phanh, chắc chắn hàng sẽ dồn về đằng trước. Vì thế cho nên là chúng tôi phải làm cái phần này cũng như là cái phần ở trên nó cực kỳ dày dặn. Và cái phần sắt ở đây, sắt thép ở đây nó phải là cái khung cực kỳ chắc. Và nó có độ dày là 40x40, dày 1,4 ly. Đó, các bạn có thể thấy nha, bên mình làm hoàn toàn ổn và nó có thể đáp ứng được nguồn hàng của các bạn. Và ngoài ra cái phần thanh trụ, trụ dọc, trụ đứng của thùng này, gồm cái phần đầu này, phần giữa này, phần cuối, bên mình làm bằng thanh u đúc bản rất là to, có độ dày là 50x120 và dày 1,4. Ba vị trí đó là ba vị trí mấu chốt của thùng, nó giúp cho cái thùng của các bạn đứng vững hơn. Đó, còn về phần sàn thì sao? Phần sàn này thì bên mình chỉ lót sàn 2,5 ly thôi các bạn nhé. Bởi vì là cái kết cấu với đăng kiểm là mình đã làm là mình chỉ có làm như này thôi. Còn khi mà các bạn đến và có thiện chí với cái phiên bản thùng 5m05 này, bên mình cũng có thể hỗ trợ thêm các bạn là lót thêm cái sàn này nữa, để cho các bạn có thể có cái độ dày ly khoảng độ 2,8 ly hoặc 3 ly. Tức là chúng ta chỉ cần thêm 0,3 cho đến 0,5 ly nữa thôi là chúng ta đã có một cái sàn hoàn toàn ổn. Bởi vì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái kết cấu ở bên dưới thùng, nó sẽ rất là ổn và nó sẽ không kém gì chiếc thùng 5m02. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Mình mời các bạn cùng vào xem cái phần gầm để chứng minh rằng là mình nói là hoàn toàn đúng. Bởi vì cái phần gầm cũng như là cái phần dầm, phần sàn thùng bên mình đã gia cố không kém gì cái chiếc thùng 5m02. Đây, mời các bạn vào đây.
khi mà cái dòng K6 này nó trở nên nổi tiếng thì nó có rất nhiều phiên bản thùng ở ngoài thị trường và rất nhiều đại lý đóng ra mỗi phiên bản thùng khác nhau. Và cơ bản mà nói thì mình đã tìm hiểu trên thị trường, đa số họ chỉ làm tới 13 cái dầm thôi các bạn, và họ bỏ cả dầm đuôi. Thế nhưng bên mình đã bổ sung cả dầm đuôi để cho cái phần đuôi của các bạn, đuôi thùng nó sẽ được cứng cáp và nó sẽ không bị tụt thùng khi các bạn lên hàng về lâu dài, nó sẽ bị tụt thùng nếu không có. Và ở đây các bạn có thể thấy là bên mình đã bổ sung thêm, thứ nhất đó là hệ thống quang thùng. Đó, quang thùng bên mình đã bổ sung từ một cái quang lên tới ba cái ở ba vị trí rồi. Đó, và tiếp theo đó là những cái cặp chống xô. Cặp chống xô này thì bên mình cũng tự bổ sung, là ban đầu có nhiều bên người ta còn không cho cơ. Bên mình bổ sung luôn thành hai cặp chống xô. Và cái chống xô cũng như cái quang thùng này nó sẽ giúp cho cái phần liên kết giữa chassis chính và chassis phụ, tức là chassis của xe và chassis của thùng, nó được cân bằng tốt hơn này, nó được liên kết với nhau chặt chẽ hơn, nó sẽ không xảy ra những cái hiện tượng vặn vẹo thùng. Đó. Và cái thứ ba nữa, một cái điểm rất đáng lưu ý đó chính là bên mình đã cải biên cái hệ thống dầm. Bên mình đã đan xen tới 5 cái dầm gỗ vào. Tại sao lại cần dầm gỗ? Bởi vì với tải trọng 5 tấn 3 ở đây, chắc chắn các bạn sẽ sử dụng nó ít nhất các bạn sẽ phải chở từ 7 đến 8 tấn, tức là chúng ta đã quá tải. Và cái phần tải trọng mà quá tải nó gọi là tải trọng âm. Và khi mà cái thùng mà ở mức cơ bản của nhà máy mà không có thêm một cái thiết kế gì để có thể chịu được cái tải trọng âm đó, thì cái thùng của các bạn tuổi thọ nó sẽ không được lâu. Đó, các bạn chở các bạn sẽ phải đi sửa sang rất là mệt mỏi. Vì thế chúng tôi đã tính trước cái nước các bạn đã quá tải rồi. Chúng tôi đã làm thêm cả hệ thống dầm gỗ vào để giúp cho các bạn quá tải tốt hơn nữa. Đó. Còn về trang trí, các bạn có thể thấy rằng cái thùng ở đây nó chấp nhận được. Nó là một chiếc xe tải phục vụ để các bạn chở hàng kiếm tiền. Nó cũng không cần phải quá đẹp, quan trọng là nó chất lượng là được. Đó. Và với cái mức giá bây giờ mình sẽ đưa ra. Mức giá với chiếc thùng đang cần thanh lý này nó chính là 560 triệu. Đã bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm, tức là nó rẻ hơn thùng 5m2 tới 20 triệu các bạn nhé. Các bạn thử nghĩ mà xem, 5m2 nó dài hơn cái 5m05 này là 15 phân, nó rộng là 2m15, tức là cái thùng này rộng 2m06, tức là rộng hơn có 9 phân thôi. Dài hơn 15 phân và rộng hơn có 9 phân, về kết cấu cơ bản giống hệt nhau, nhưng mà cái thùng ở đây rẻ tới 20 triệu, rẻ hơn 20 triệu. Và ngoài ra với cái thùng bản thanh lý này, khi các bạn cần làm thêm một số cái thì bên mình vẫn hỗ trợ đàng hoàng. Đấy, tức là cái thùng này đang được trợ giá rất là tốt này và được nhiều gói ưu đãi hơn. Còn về phần quà tặng trên xe ở trong tháng cuối năm này thì K6 vẫn được tặng full các đồ nội thất ở bên trong, bao gồm bọc trần, bọc ghế da, ốp lưng, trải sàn dàn kính, cam hành trình, bọc vô lăng. Đó, đấy là những cái món quà mà bên mình sẽ tặng cho các bạn khi mua xe tải K6. Và ngoài ra các bạn đừng quên là bên ô tô Tedo của mình còn có cái chương trình là mua xe liền tay trúng SH ở từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022 nhé. Các bạn hãy lưu tâm tới sản phẩm này vì mình chỉ còn đúng hai chiếc cần thanh lý thôi. Một chiếc thùng bạt màu xanh, một chiếc thùng bạt màu trắng ở đây và một chiếc thùng bạt màu xanh ở kia, đều có chiều dài là 5m05 và mình đang cần thanh lý nó với cái giá cực kỳ tốt. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn cảm thấy các sản phẩm ở đây nó hợp lý với mình, nó phù hợp với mình thì hãy nhanh tay nhấc máy lên điện cho mình để mình có thể là mời các bạn đến xem xe. Và nếu thực sự các bạn thấy nó hợp lý thì chúng ta hãy vào việc để cho các bạn có thể sớm sở hữu được cái sản phẩm này với cái giá cực kỳ tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.